tay đừng có đặt vào cái đường chì mình vẽ, nhiều khi nó bay mất. Căng con một bạn nhắn một, xong rồi cái dưới làm cái điểm tì thứ ba, điểm căng thứ ba. Đúng rồi, đi từ từ miết nhẹ, đi chậm rồi không cần phải đi nhanh. Để lấy cái khung lực mình vừa phải, đi chậm rãi, nó sẽ tự khắc ăn màu vào mà nó ăn màu nhẹ nhàng chứ nó không có bị đậm, cái đường khung nó rõ rệt. Nhìn cho kỹ tại vì chỗ này nó vướng cái phần lông mày ấy. Đi vào bên trong không có đi vào bên dưới. Đi vào giữa cái đường chì mình đang cái điểm tì tay cũng phải căng căng hẳn ra, căng hẳn ra. Đi chậm mà có độ miết xuống cái da. Với lại cái mày này ấy, người ta cũng đã phun rồi nên mình cũng không lo là sợ nó lộ lắm. Đó nè. Mình đi nhẹ nhàng thôi, cái lực nó vẫn vào và đường nó vẫn mảnh, chỉ cần mờ này thôi. Nhưng mà vì là cái mày này người ta đã có phần phun xăm rồi, mình sẽ đi đậm hơn một xíu.